chào các bạn. Thì hôm nay trên tay mình cầm cái quyển sách này, các bạn thấy quyển sách không ạ? Thì tác giả là bạn Nguyễn Thị Thanh Hương. Thì thực sự là khi mà cầm quyển sách này thì mình rất là vui. Bạn đã tặng cho mình cái quyển sách này. Thì thay vì mình nói thì hôm nay mình bắt được tác giả luôn. Và chính tác giả quyển sách này sẽ nói cho các bạn về lý do vì sao bạn ra cái quyển sách này. Thì em sẽ giới thiệu về em và em nói cho mọi người biết là tại sao em viết ra cái quyển sách này. Mình là Nguyễn Thị Thanh Hương, hiện là chủ sáng lập của thương hiệu Missy và là tác giả của quyển sách Tại sao phải sống bám vào trẻ. Thực sự là bản thân Hương là đã trải qua cái quá trình 3 năm kinh doanh rồi. Và trong cái hành trình mà mình kinh doanh á, thì nó luôn có những cái khó khăn mà nó làm cho mình cứ nghĩ là mình không làm được, và mình có những cái nỗi sợ. Thì trong suốt cái hành trình hơn 3 năm là Hương muốn là mình sẽ chia sẻ cái quyển sách Tại sao phải sống bám vào chàng này cho tất cả các chị em phụ nữ. Và cái điều đặc biệt là Hương biết rằng cái quyển sách này sẽ là một cái hành trình, một cái món quà mình dành tặng cho các con. Hương đã làm cái việc giáo dục hơn 5 năm rồi và Hương hiểu là tất cả những đứa trẻ cần có một cái gia đình hạnh phúc, một cách trọn vẹn, và chính cái gương của cha mẹ sẽ là cái nền tảng tốt nhất để mà cho các con. Và Hương muốn các con có một cái tư duy tốt, và nhất là cái tư duy làm chủ, để các em sẽ có được một cái gọi là một cái di sản và để lại cho xã hội, đúng không thầy? Đúng rồi. Ở đây dưới em nói là tiết lộ bí mật kiếm tiền cho nàng. Bí mật này đừng để các chàng biết. Một cái câu học ra rất là hay. Vậy thì em giải thích cái câu này để cho các bạn độc giả sắp tới đọc sẽ hiểu được cái nó ý nghĩa nó là gì. Thực sự cái nỗi sợ lớn nhất luôn của Hương sau khi mà sinh hai đứa con là em sợ nhất là cái sự lựa chọn giữa gia đình hay là giữa công việc của mình. Nếu như mình lựa chọn giữa công việc của mình thì mình cảm giác là mình có lỗi với con. Mình không có dành trọn vẹn cái tình yêu thương cho những cái năm đầu đời, những cái năm vàng của con. Đúng rồi. Nhưng nếu như khi Hương ở nhà Hương chăm con thì cái gánh nặng về tài chính nó lại đè nặng lên ông xã của mình. Và những lúc ông xã mình buồn, mình không thể nào mà tìm được cái sự đồng điệu trong cuộc sống gia đình vì một người quá nặng kinh tế. Nếu lỡ như ảnh thiếu tiền, mình có giúp được gì hay không? Đúng rồi. Và cái điều đó là cái điều sợ hãi nhất của Hương, đó là tại sao mình sẽ sống bám vào chàng. Và Hương quyết định là Hương đã là kinh doanh và Hương đã gặp được thầy. Và thầy nói với em rằng là em cứ làm đi, nếu em sai tới đâu em sửa tới đó. Và trên cái hành trình của Hương suốt 3 năm có sai, có đúng, nhưng thật sự tới bây giờ luôn, mỗi ngày buổi sáng em mà đi làm á, em cảm thấy em hạnh phúc lắm. Tại vì em đang làm cho cái công việc mà chính là cái đam mê của mình. Đúng rồi. Mình đưa con đi học, mình dạy con những cái hành trình đúng với cái kiểu tư duy mà mình đang làm. Và mình nhìn các em nhân viên của mình cũng hạnh phúc. Cuối tuần mình dẫn con mình đi chơi, mình cho con mình có được một cái cuộc sống mà bản thân mình mơ ước, con mình có một cái tư duy lớn hơn. Chính vì cái điều đó mà em muốn dành tặng lại cho tất cả các bà mẹ sữa. Hãy mạnh dạn lên, hãy bước lên. Tại vì cái khát khao cho mình đủ lớn và mình sẽ là cái tấm gương tốt nhất dành cho con. Khởi nghiệp nó khó nhưng không phải là không thể. Bản thân em, thầy đã biết em là em không chỉ là một cô giáo viên tiểu học thôi. Em không rành bất cứ về công nghệ, không rành bất cứ một cái điều gì hết. Nhưng mà em cứ làm theo hành trình, có đi rồi sẽ có đến. Và quan trọng nhất em muốn gửi gắm đó là một cái sự tự tin và một cái sự kiên trì trong chính cái quyển sách, cũng chính là cái hành trình của Missy. Cái quyển sách, cái ngày mà cái quyển sách ra đời á, mà em cầm nó tay thì em cảm giác nó như thế nào? Thực sự là em hạnh phúc muốn phát khóc luôn. Khi mà mình cầm cái quyển sách lên rồi, và bản thân đây là cái quyển sách do chính Hương viết, chứ không phải thuê bất cứ một ai để mà viết cái quyển sách cho mình. Và khi mình đọc lại cứ mỗi một cái trang là mình lại cảm thấy mình xúc động lắm. Tại vì đó là cái hành trình mình đã đi qua. Và mình sẽ để lại những cái giá trị, những cái bài học rất là sâu sắc để cho tất cả những mẹ sữa. Khi chúng ta đọc vào, chúng ta hãy mạnh mẽ lên, chúng ta hãy tự tin lên. Và quan trọng nhất là các bạn không vấp phải những sai lầm giống như Hương đã từng làm. Vâng, chỉ là trong này chia sẻ cái cách mà chúng ta ra mở được cái doanh nghiệp và cái hành trình làm sao để em được như ngày hôm nay, đúng không? Dạ đúng rồi, từ cái hành trình lúc em chưa biết làm gì cho đến cái hành trình em trải qua và em phải vấp qua những cái chuyện mà quản lý nhân sự như thế nào, marketing như thế nào, không có tiền ra kinh doanh nó làm sao, và vừa chăm con mà lại vừa kinh doanh nó khó khăn như thế nào. Vì em đã vừa chăm khi bước ra kinh doanh, lúc đó con em 4 tháng. Sau khi em kinh doanh, em lại bắt đầu có baby. Và vừa có baby, vừa phải chăm con, chăm hai đứa nhỏ bằng sữa mẹ, và phải quản lý một cái doanh nghiệp của mình, thì chắc chắn cái điều đó nó không hề dễ dàng. Nhưng tất cả đều có cách của nó. Vâng, vậy thì các bạn
khi mà họ nghe cái này, họ xem trên YouTube, họ xem trên Facebook, họ biết thì họ muốn sở hữu quyển sách này trên tay giống như một món quà tặng, thì họ làm như thế nào? Dạ, cái quyển sách này thì tất cả các bạn có thể vào trong cái trang web của missy.com.vn hoặc các bạn gõ vào bất cứ cái trang nào của Missy thì cũng đều có cái quyển sách này. Hoặc là các bạn chỉ việc cần nhắn cho Hương một cái tin hoặc gọi cho Hương một cuộc điện thoại thôi, thì chắc chắn các bạn chỉ cần gõ nguyenthithanhhuong.net hoặc là nguyenthithanhhuong.com sẽ có tất cả toàn bộ thông tin của Hương ở trên đó. Thì các bạn có thể tìm mua được cái quyển sách này. Tuyệt vời. Có dự kiến ra quyển sách thứ hai không? Dạ, chắc chắn cái quyển sách thứ hai phải có. Vì cái quyển sách thứ nhất là cái hành trình mà mình đã có được cái doanh nghiệp rồi, thì quyển sách thứ hai chắc chắn nó sẽ làm sao để mình phát triển cái doanh nghiệp đó nó tốt hơn. Tuyệt vời. Và những cái yếu tố chuyên môn của một bạn mà muốn ra mở một cái cửa hàng Missy để mang về doanh số của nó. Càng ngày doanh số thì phải nó cũng càng lớn. Một tháng bạn muốn bán được 2.000 chai nước hoa thì bạn phải làm gì? Thì quyển sách thứ hai Hương sẽ ra cái điều đó. Đúng rồi. Ok, rất là tuyệt vời. Cảm ơn bạn Thanh Hương đã chia sẻ đến cho các bạn một cái quyển sách mà thực sự là chỉ có trên trải nghiệm thì chúng ta mới có được. Thì hành trình chúng ta cứ làm, rồi một ngày nào đó các bạn là người mua sách, nhưng một ngày nào đó bạn cũng là người có những cái quyển sách như bạn Thanh Hương như vậy. Chúc bạn Thanh Hương thành công và sẽ cho ra đời cái quyển sách thứ hai, và chúc cho các bạn nhanh nhất sở hữu cái quyển sách này. Cảm ơn các bạn.